Hồng Kông là một cái thủ tục hành chính, các bạn đăng ký với cơ quan nhà nước để cập nhật các cái tài sản gắn liền với đó. Tại sao phải Hồng Kông? Nó sẽ có 4 lý do mà các bạn cần phải làm Hồng Kông. Thứ nhất, khi các bạn Hồng Kông thì nhà nước đã xác lập quyền sở hữu cái nhà của bạn ở trên miếng đất. Cái lý do thứ hai nữa về mặt định giá tài sản, ví dụ như bạn có cái nhu cầu vay vốn ngân hàng thì hiện tại nếu như cái nhà của bạn chưa Hồng Kông, bạn chưa làm Hồng Kông thì ngân hàng chỉ định giá miếng đất và cho vay trên cái giá trị miếng đất thôi. Còn nếu như các bạn đã làm Hồng Kông rồi thì ngân hàng sẽ tiến hành định giá thêm cái phần nhà, tức là phần tài sản gắn liền với đất. Đó là cái việc mà mua bán nó dễ dàng hơn, nó thuận tiện hơn. Cái lý do thứ tư nữa, khi mà bạn mua bán á, thì phòng công chứng có thể ký mua bán cho bạn được. Khi bạn tiến hành đăng bộ sang tên ở văn phòng đăng ký đất đai thì họ có thể từ chối, bởi vì hiện trạng thực tế trên miếng đất nó không giống với sổ, có nghĩa là trên miếng đất nó có cái nhà. Hồng Kông là một cái thủ tục hành chính, các bạn đăng ký với cơ quan nhà nước để cập nhật